Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tòa án Cộng sản Việt Nam dùng luật rừng để xử 29 người dân Đồng Tâm. Tòa án Cộng sản tại Hà Nội dùng luật rừng để xử 29 người dân của xã Đồng Tâm bị quy chụp tội giết người và chống người thi hành công vụ. Vụ án đang được dư luận trong và ngoài nước chú ý theo dõi để xem tòa án Cộng sản Việt Nam xét xử thế nào về các hệ quả tiếp theo của các vụ cưỡng, cưỡng chế đất, đẫm máu và nước mắt của người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội. Dúng động dư luận trong ngoài nước, nhà văn Nguyên Ngọc phải kêu lên là tội ác trời không dung đất không tha. Ngay trong ngày xét xử đầu tiên diễn ra tại tòa án thành phố Hà Nội hôm 7 tháng 9, các luật sư biển hộ đã phải khiếu nại về những cái lệnh và quyết định trái luật của thẩm phán Vương Việt Toàn, chủ tọa phiên tòa. Luật sư Ngô Văn Tuấn, Facebook Tuấn Ngô tóm tắt nửa ngày đầu tiên của phiên tòa, trong đó có một số luật sư yêu cầu phải triệu tập chủ tịch thành phố, đại diện công an, là những người quyết định và chỉ huy cuộc đàn áp ngày 9 tháng Giêng năm 2020 Đồng thời phải triệu tập thân nhân của bị cáo là những nhân chứng trong quan trọng của vụ đàn áp Đặc biệt là cụ bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kinh Nhưng đều không được cho tới tòa Trước kể phiên tòa được tuyên bố là công khai Nhưng luật sư Ngô Văn Tuấn tường trình cho thấy Thì phòng xử chiếm khoảng 50% là cảnh sát, tư pháp, an ninh không có người nhà các bị cáo nào được vào dự phiên tòa và cũng không có người dân thường nào được vào trong phòng xử án. Bên ngoài tòa án thì công an lập vòng rào, chốt canh gác chặt chẽ, cô lập khu vực và cấm không cho ai tới gần. Tin tức của giới hoạt động xã hội dân sự nói hơn chục người cũng đã bị bắt. Vào giờ giải lao vào buổi trưa, 10 luật sư biển hộ đã viết một thư gửi tranh án tòa án thành phố Hà Nội khiếu nại về những quyết định trái luật của thẩm phán. Chủ tọa phiên tòa Trương Việt Toàn không cho phép các luật sư tiếp xúc với thần chủ của mình. Luật sư Nguyễn Hà Luân đã phản đối trực tiếp ông Toàn là vi phạm khoản 4 điều 256 bộ luật tố tụng hình sự. Ông ta vẫn lấy cớ họ đã từng được tiếp xúc trong trại giam nên việc tiếp xúc tại tòa là không cần thiết xét thấy hành vi nêu trên của thẩm phán tòa chủ tọa ông Trương Việt Toàn đã xâm phạm đến quyền bảo chữa của luật sư và quyền được bảo chữa của các bị cáo. Bởi lẽ việc bảo chữa đã được bảo chữa bao gồm cả quyền được tiếp xúc giữa luật sư và các bị cáo tại phiên tòa. Điều này cũng thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán theo nội dung điều 6 thì sự công bằng, bình đẳng và mục C khoản 2 điều 10, thẩm phán không được gây khó khăn cho người tham gia tố tụng đã nêu tại bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán. Đơn khiếu nại của 10 luật sư thấy được phổ biến trên trang Facebook của luật sư Đặng Đình Mạnh có viết vì vậy thì các luật sư yêu cầu chủ tọa phiên tòa ông Trương Việt Toàn cùng với hội đồng xét xử phải đảm bảo ngay lập tức quyền tiếp xúc giữa bị cáo và luật sư bào chữa trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa. Trong phần tường trình tóm tắt trên Facebook thì luật sư Ngô Văn Tuấn kể lại là ông chủ tọa phiên tòa Trương Mạnh Toàn từ chối không chịu tập chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đang bị tạm giam vì tội chiếm đoạt bí mật của nhà nước và đại diện bộ quốc phòng cùng với một số người khác vì không liên quan. Ông ta chỉ sẽ xem xét triệu tập bà Dư Thị Thành, trong khi thân nhân của các bị cáo khác lại bị cho là không cần thiết để bảo đảm trật tự phiên tòa dù họ cũng là những nhân chứng quan trọng trong vụ án này. Nhiều lời yêu cầu khác hoặc bị lờ đi hoặc luật sư xin phát biểu nhưng không được cho phép. Và 4 ngày trước khi phiên xử bắt đầu thì 13 luật sư tham dự biện hộ đã gửi đi một đơn kiến nghị cho thẩm phán toàn tranh án tòa án Hà Nội và viện trưởng viện kiểm sát thành phố tố cáo trong suốt quá trình tố tụng của vụ án cả ba giai đoạn điều tra truy tố chuẩn bị xét xử các luật sư bào chữa chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn từ chính các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng khiến cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thân chủ đang bị tạm giam là rất khó khăn và không đạt được hiệu quả như mong muốn họ nêu ra chứng cụ thể để chứng minh cho các thành phần vừa kể vi phạm luật pháp để đòi hỏi đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bị can những gì mới chỉ diễn ra trong nửa ngày đầu tiên của phiên tòa dự trù kéo dài 10 ngày đã hé lộ cho mọi người thấy được cái pháp chế xã hội chủ nghĩa nó chỉ như cái vỏ bề ngoài. Mấy chục năm trước, luật sư Ngô Bá Thành, một người đi theo Cộng sản rồi thất vọng, từng phải kêu lên ở Việt Nam đã có cả một rừng luật nhưng khi xét xử thì họ chỉ dừng luật dùng. Trên mạng xã hội Twitter thì ông Phil Robertson, giám đốc Á à, Châu vụ của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights bày tỏ quan ngại về phiên tòa xử 29 người dân Đồng Tâm là cái xứ Việt Nam không có công lý, còn công dân không có các quyền dân sự và chính trị, cho nên dân Đồng Tâm sẽ không được xét xử công bằng khi mà kết quả vụ án đã được quyết định từ trước bởi những kẻ cầm đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam ông robertson dự đoán là chế độ cộng sản việt nam sẽ áp đặt bản án vô cùng khắc nghiệt để cảnh cáo những ai muốn thách thức chế độ độc quyền cai trị cộng sản việt nam báo chí của chế độ hà nội tiếp tục tường thuật phiên tòa theo kiểu cò mồi tuyên truyền cáo buộc các người dân đồng tâm là những kẻ vi phạm pháp luật cưỡng chiếm đất đai lại còn chống đối dẫn đến cái chết của ba tên sĩ quan công an cảnh sát cơ động tờ Thanh niên hôm thứ Bảy, hôm thứ Hai ngày 7 tháng 9 thì hé lộ cho thấy cơ quan điều tra chia 29 người bị đưa ra thành tòa thành ba nhóm tội nặng nhẹ khác nhau thì theo đó không kể cụ Lê Đình Kình đã chết thì bốn người bị coi là nhóm chủ mưu cầm đầu đã trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gồm có Lê Đình Công 56 tuổi Bùi Viết Hiểu 87 tuổi Nguyễn Văn Tuyển 46 tuổi Lê Đình Doanh 32 tuổi và Lê Đình Trức 40 tuổi Nhóm tích cực và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gồm có Nguyễn Quốc Tiến 40 tuổi, Lê Đình Uy 27 tuổi, Bùi Văn Tiến 41 tuổi, Lê Đình Quân 44 tuổi, Trịnh Văn Hải 32 tuổi, Bùi Thị Nối 62 tuổi, Nguyễn Văn Quân 40 tuổi, Lê Đình Quang 36 tuổi và Bùi Văn Tuấn 29 tuổi. Nhóm giúp sức gồm có Bùi Thị Đục 63 tuổi, Nguyễn Thị Bét 59 tuổi, Nguyễn Thị Lụa 64 tuổi, Trần Thị La 42 tuổi, Nguyễn Văn Duệ 58 tuổi, Bùi Văn Điền 40 tuổi, Nguyễn Văn Điều 68 tuổi, Mai Thị Phần 57 tuổi, Đào Thị Kim 37 tuổi, Lê Thị Loan 54 tuổi và Nguyễn Văn Trung 32 tuổi. Theo cái lối quy chụp này thì những người bị coi là chủ mưu cầm đầu và trực tiếp thực hiện dẫn đến cái chết của ba tay sĩ quan công an và cảnh sát cơ động khó tránh bản án cao nhất theo luật hình sự của Cộng sản Việt Nam thưa quý vị và các bạn các báo nhà nước đồng loạt đưa tin rằng hai ông lê đình công và lê đình chức và nhóm dân đồng tâm bị cáo buộc cầm đầu chống cưỡng chế đất và được báo cáo được báo nhà nước đưa tin là nhận tội như bị cáo buộc giết người và xin được hoan hồng. buổi chiều thứ hai ngày 7 tháng 9 ngày hôm qua của ngày đầu tiên của vụ xét xử chống cưỡng chế đất tại đồng tâm đã bước qua phần xét hỏi của các bị cáo theo sự áp đặt rút ngắn xét xử của chủ tọa phiên tòa. Những người bị thẩm vấn coi như cầm đầu chống trả lực lượng vũ trang của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dẫn đến cái chết của ba sĩ quan công an và cảnh sát cơ động sáng sớm hôm 9 tháng 1 năm 2020. Họ gồm có ông Bùi Viết Hiểu 77 tuổi, ông Lê Đình Công 56 tuổi, ông Nguyễn Văn Tuyển 46 tuổi ông Lê Đình Doanh 32 tuổi, Lê Đình Trức 40 tuổi. Hai ông Công và Trức là hai người con trai của cụ Lê Đình Kinh đã bị bắn chết đêm hôm 9 tháng 1 năm 2020. Ông Lê Đình Công, con trai lớn của cụ Lê Đình Kinh thừa nhận là đã chỉ đạo chuẩn bị bom xăng lựu đạn giao phóng lợn để chống đối cảnh sát nhằm mục đích giữ đất tại khu vực cánh đồng xanh xã Đồng Tâm, Mỹ Đức. Bản tin trên VN Express viết Tuy nhiên thì theo Vietnamnet, ông Công phủ nhận là người chủ mưu cùng với các người khác. Ông nói những vũ khí dùng trong vụ chống đối từ bom xăng cho đến giao phóng lựu đạn là tiền góp chung của nhân dân, của dân làng trong kế hoạch giữ đất, chống cưỡng chế và bất công. Còn ông Lê Đình Trức, con trai thứ của cụ Lê Đình Kình thì thừa nhận là ngồi trên trần nhà hàng xóm và dùng dao phóng lợn chọc xuống dưới khiến cho ba cảnh sát đang di chuyển qua cửa sổ ngã xuống hố sâu 4 m giữa hai nhà. Bị cáo châm bị cáo đổ xăng châm lửa làm cho ba cảnh sát hy sinh. Bị cáo biết chọc dao là nguy hiểm và là hành vi trái pháp luật nhưng lúc đó vì muốn bảo vệ bố là Lê Đình Kinh mong tòa xem xét để bị cáo được hưởng lượng khoan hồng. Đó là lời viết ở trên VN Express chứ không phải là lời của bị cáo. Ông Bùi viết hiểu 77 tuổi theo Vietnamnet thì đã thừa nhận cùng với Lê Đình Kình lập tổ đồng thuận để giữ đất. Ông thừa nhận là lên trần nhà cụ Lê Đình Kình ném hai trái bom xăng về phía lực lượng chức năng. Còn ông Nguyễn Văn Tuyển thì cũng khai là đã tham gia tổ đồng thuận từ tháng 4 năm 2017 và tham gia chống đối theo lời của ông Lê Đình Kình. Theo báo mạng dinh thì bị cáo tuyển thừa nhận hành vi là sai và quý tòa xem xét cho bị cáo hình phạt nhẹ. Nếu như mà những bị cáo này nhận tội thực sự tại sao không quay trực tiếp lên trên đài truyền hình để cho người dân tiện theo dõi mà đây chỉ là những báo lề đảng đã viết theo ý của đảng cũng như của cơ quan công an. Tất cả các bản tin trên báo chí chính thống của chế độ đều dồn tội chết cho bà tay sĩ quan công an và cảnh sát cơ động cho ông Lê Đình Trức và cháu Lê Đình Doanh con trai của lê đình công từ thanh niên dẫn lời của ông lê đình công sau khi bị bắt thì mới biết ba cán bộ công an hy sinh bị cáo rất hối hận cho bị cáo thành thật xin lỗi ba gia đình mong ba gia đình cán bộ chiến sĩ tha thứ cho các bị cáo trong vụ án bị cáo đã nhận ra những sai lầm của mình và đã thành khẩn khai báo để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật không có nguồn tin độc lập nào để kiểm chứng mà chưa thấy các luật sư biện hộ của họ phát biểu gì. Như các báo trong nước đã kể lại thì có vẻ phiên tòa diễn tiến một cách nhanh chóng theo lời khai của những người bị cáo buộc là cầm đầu. Dự trù phiên tòa kéo dài 10 ngày nhưng rất có thể xong sớm trong 3 đến 4 ngày. Có thể hoặc là một tuần. Thưa quý vị và các bạn thì không thể chỉ dừng cụm từ sai quy trình, thủ tục tố tụng để miêu tả phiên xét xử 29 người dân đồng tâm bắt đầu từ ngày sáng tháng 7 sáng ngày 7 tháng 9 năm 2020 tại Tòa án Hà Nội. Sự thật thì kinh khủng hơn thế, đây là một phiên tòa được lập ra để hợp thức hóa cho việc giết người, diệt khẩu. Mở đầu phiên xét xử thì tòa đã bật video cấp cho các luật sư và bị cáo xem và đó là một phóng sự tài liệu về tội ác của người dân Đồng Tâm sát hại bà sĩ quan công an cũng như nỗi đau cùng những giọt nước mắt của thân nhân gia đình của ba chiến sĩ đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Luật sư lên tiếng phản đối yêu cầu tòa nếu có cho xem thì phải cho xem những bằng chứng gốc chứ không phải là cho xem hình ảnh đã qua công đoạn dàn dựng, đạo diễn, biên tập và cắt chỉnh sửa. Tuy nhiên thì tòa đã gạt đi và bảo các luật sư cứ xem đi đã. Xem hết phim đến phần luận tội những sự thật khủng khiếp về nền tư pháp, hành pháp, công an trị của Việt Nam mới được bộc lộ một cách tàn nhẫn nhất. Tất cả các bị cáo đều có clip nhận tội được phía công an thực hiện một cách đầy đủ kỹ càng cho chuốt. Cứ mỗi bị cáo được sướng tên lại có một clip nhận tội được trình chiếu. Tuy nhiên thì tất cả các bị cáo đều cho thấy là dấu hiệu của việc tra tấn hoặc bị đe dọa khủng bố đến mức không thể không cúi đầu nhận tội. Một trong những người bị đánh dã man nhất là ông Lê Đình Công, con trai của cụ Lê Đình Kinh. Một số bị cáo may mắn được tiếp xúc với luật sư có hé lộ cho luật sư biết rằng họ bị tra tấn đến mức không chịu nổi và được điều tra viên ép cứ nhận đi rồi khi nào ra tòa thì phản cùng sau. Tuy nhiên thì tại tòa những cá nhân phản cung đều bị tòa đánh giá là ngoan cố không thành khẩn và đây là tình tiết tăng nặng đối với họ. Và cũng bác bỏ việc các bị cáo kêu bị tra tấn với lý do là không có bằng chứng. Một số khác thì dường như đã khuất phục điều tra viên là đe dọa nếu như không nhận tội thì sẽ gây nguy hiểm cho gia đình vợ con đây thực chất là một những biện pháp ép cung hiệu quả và đáng sợ nhất bởi chế độ công an trị. Bởi lẽ nhiều khi nếu vụ việc chỉ liên quan đến một cá nhân, anh ta sẽ không khai gì, nhưng nếu nghĩ rằng nó có thể làm liên lụy đến người thân, anh ta sẽ ra sức nhận tất cả về mình để bảo vệ người thân. Kết cục là cả nhà bị bắt và cả nhà đua nhau nhận tội. Còn cụ Bùi Viết Hiểu thoát chết vì đạn của công an bắn trượt. Cụ Bùi Viết Hiểu sinh năm 1943, thành viên tổ Đồng Thuận, xã Đồng Tâm và bị công an đánh giá là nhân vật quan trọng chỉ sau cụ Lê Đình Kinh. Có lẽ là bị cáo bất khuất ngẩng cao đầu nhất trong phiên tòa ngày đầu tiên. Trước tòa cụ cho biết nhiều chi tiết lệnh gãy, cả cụ và cụ Lê Đình Kinh đều bị bắn trong đêm ngày 9 tháng riêng khi mà công an tấn công vào đồng tâm, tuy nhiên thì cụ kình bị đạn xuyên tim, trong khi thì viên đạn bắn cụ hiểu thì lại trượt, khi trượt xuống bụng thì nên cụ chỉ bị trọng thương. Công an đưa cụ vào bệnh viện và kết quả là khám nghiệm được ghi biên bản là bị thương không rõ nguyên nhân. ngay vừa bình phục thì cụ hiểu ngay lập tức đã bị đưa về trại giam và hôm nay thì cụ xuất hiện trước tòa như là một trong bốn bị cáo cầm đầu và có thể sẽ bị tuyên những mức án nặng nhất. Tòa cũng đã đưa ra clip chứng minh tội của cụ Hiểu. Trong đó thì có những tuyên bố mạnh mẽ về cách đối xử của công an. Tuy nhiên thì clip có dấu hiệu cắt ghép nhất là khi cụ Hiểu khẳng định trước tòa rằng những tuyên bố đó là hình ảnh cũ của cụ được ghi năm 2017 trong vụ khủng bố con tin ở Đồng Tâm. Vụ bà con Đồng Tâm bắt giữ 38 cảnh sát cơ động tháng 4 năm 2017 và các hình ảnh này được trộn lẫn với những đoạn phim hiện tại do các nhà làm phim của Bộ Công an vừa mới sản xuất. Việc tra tấn bức cung diễn ra dã man và quá rõ ràng nhưng bị tòa chối bỏ. Vụ việc dụ dỗ bị cáo nhận tội để cứu lấy thân nhân giờ đã bị chính tòa phản cung việc luận tội dựa vào những phóng sự tài liệu được sản xuất biên tập rất có nghề luật sư không được phép tiếp cận với các bị cáo và hồ sơ của vụ án một cách đầy đủ về thời gian không gian và cơ sở vật chất theo chuẩn mực của quốc tế và tòa không đếm xỉa đến các lập luận phản bác của luật sư tất cả những cái đó cho thấy là phiên tòa xử vụ đồng tâm này chỉ là một thủ tục để hợp thức hóa âm mưu giết người diệt khẩu của các thế lực gian ác nào đó mà có lẽ chính tòa và lực lượng công an bảo vệ tòa ngày hôm qua cũng không biết kẻ đó là ai và có thể thấy trước là sẽ có vài án tử hình trước sự bất lực của những người có lương chi Ngày hôm qua 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án giết người chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội, khiến cho 3 chiến sĩ công an của thành phố Hà Nội tử vong. Hội đồng xét xử bác đề nghị triệu tập Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Tội ác của tổ đồng thuận của nhóm cụ Lê Đình Kinh, Lê Đình Công và đồng phạm là không thể phủ nhận và trả lời báo chí về nguyên nhân phải đưa lực lượng công an đến thôn hành xã đồng tâm ngay trong đêm thiếu tướng tuân xô tránh văn phòng kiêm người phát ngôn bộ công an cho rằng nhóm của lê đình kinh đã mượn danh nghĩa đảng viên lo cho dân để âm mưu và có hành động chống lại chính quyền đảng và nhà nước xét xử vụ giết người ở đồng tâm liên quan đến tổ đồng thuận của ông lê đình kinh Sáng ngày 7 tháng 9, các bị cáo trong vụ giết người chống người thi hành công vụ diễn ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội đã có mặt tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vào khoảng 6 giờ 30 để tham dự phiên xét xử sơ thẩm. An ninh tại phiên tòa được thắt chặt tối đa, đến 9 giờ sáng thì phiên xét xử chính thức bắt đầu. Như trước đó đã thông tin thì tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết là phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 10 ngày. Hội đồng xét xử sẽ bao gồm có 5 thành viên, trong đó có hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Trương Việt Toàn, phó tranh án tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, người từng xét xử cựu bí thư thành ủy Đinh La Thăng, cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son trong đại án Mobile Phone Mua Burger làm cho chủ phiên tòa của đợt này. Và hai kiểm sát viên là Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công giữ quyền công tố tại phiên tòa xử các bị cáo trong vụ đồng tâm gây chấn động dư luận Việt Nam thời gian qua. Tại phiên tòa thì có đại diện Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức và đại diện ba gia đình các chiến sĩ bị sát hại trong vụ án. Đúng như thông báo thì Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội có 33 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 29 bị cáo tại phiên tòa ngày 7 tháng 9. Đáng chú ý là trong phần thủ tục trước khi bắt đầu phiên tòa thì một số luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị Tòa Nhân dân Hà Nội triệu tập các nhân chứng trong đó có Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung, người không ít lần tham gia đối thoại với người dân đồng tâm liên quan đến tranh chấp đất quốc phòng, đại diện công an thành phố Hà Nội và nhân dân và thân nhân của các bị cáo Lê Đình Kình, Lê Đình Công. Tuy nhiên thì chủ tọa Trương Việt Toàn và hội đồng xét xử đã khoác bỏ ý kiến này. Xét thấy ông Nguyễn Đức Trung không liên quan đến vụ án nên việc triệu tập là không cần thiết. Hội đồng xét xử nêu rõ. Sau thời gian tạm nghỉ để hội ý, hội đồng xét xử thông báo cho hay là do trời mưa tắc đường nên đại diện công an thành phố Hà Nội đến muộn. Sau đó thì đại diện công an thành phố Hà Nội cũng đã có mặt tại tòa. Về kiến nghị cho phép thân nhân của các bị cáo có mặt tại tòa, hội đồng xét xử cho rằng không cần thiết vì các bị cáo đều đã đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, không cần người giám hộ trong quá trình xét xử. Theo kết luận điều tra ngày 5 tháng 6 năm 2020 của công an thành phố Hà Nội, đây là nhóm người đã trực tiếp dùng vũ lực chống đối lực lượng chức năng. Hậu quả khiến cho ba chiến sĩ hy sinh gồm có Đại tá Nguyễn Huy Thịnh sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Đại úy Phạm Công Huy sinh năm 1993, cán bộ đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 3 Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an thành phố Hà Nội Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân sinh năm 1992, tiểu đội trưởng, trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô, bộ tư lệnh cảnh sát cơ động. Trong vụ án này thì có 25 bị can bị truy tố về tội giết người trong vụ đổ xăng thiêu chết bà chiến sĩ công an Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy, Dương Đức Hoàng, gồm có Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Chức, Lê Đình Danh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Văn Dệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Niên, Bùi Văn Tuấn, Trình Văn Hải, Nguyễn Xuân Điều, Mai Thị Phần, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan, Nguyễn Văn Trung, theo quy định tại điều 123 khoản 1 điểm A G N O Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 12 đến 25 năm tù, trung thân hoặc tử hình. Trong đó thì bốn bị can còn lại gồm có Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung và Trần Thị Phượng bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 khoản 2 điểm a của luật tố tụng hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam. Trước đó thì viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ngày 25 tháng 6 đã ra cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng chống người thi hành công vụ, đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Theo có trạng và công bố của công an thành phố Hà Nội thì mặc dù biết rõ là đất cánh đồng xanh ở xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức ngoại thành Hà Nội là đất quốc phòng đã được thanh tra thành phố Hà Nội và thanh tra chính phủ kết luận. Các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội trung ương đã tổ chức đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm để người dân hiểu và yêu cầu nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nhưng từ năm 2013, Lê Đình Kình, sinh năm 1936, trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, đã cùng với Lê Đình Công, Nguyễn Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và một số đối tượng tại địa bàn xã Đồng Tâm đã thành lập tổ đồng thuận với mục đích chiếm lại đất đồng xanh chia nhau. Trong vụ án này, thì cựu bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm từ năm 1981, năm 1982, Lê Đình Kình cũng bị xác định là chủ mưu. Theo có trạng thì ông Lê Đình Kình cùng với các đối tượng thường xuyên lôi kéo kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện phức tạp về việc quản lý sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm, sử dụng mạng xã hội tuyên truyền đất đồng xanh là của người dân Đồng Tâm, đồng thời thì kêu gọi người dân xã Đồng Tâm đấu tranh để giữ đất, khuyến khích họ tham gia khiếu kiện. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết là từ năm 2017 đến năm 2020, Ông Lê Đình Kinh đã chỉ đạo tổ đồng thuận và nhiều đối tượng khác gây ra nhiều vụ việc từng gây bất lợi cho chính quyền và thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Điển hình như vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 1 tháng 3 năm 2017 và ngày 7 tháng 3 năm 2017 tại thôn Hoành, vụ bắt giữ trái phép, trái pháp luật và cố ý làm hư hỏng tài sản ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại thôn Hoành. Sau đó là vụ gây rối ngày 28 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân xã Đồng Tâm khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 làm cho cuộc họp phải dừng lại. Vụ gây rối ngày 15 tháng 4 năm 2018 tại nhà văn hóa thôn Hoành khi Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm tổ chức chương trình khám bệnh phát thuốc cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật Vụ gây dối ngày 3 tháng 12 năm 2018 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm khi đang diễn ra hội nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Đức tiếp xúc cử tri. Ngoài ra thì còn có vụ lăng mạ chửi bới đe dọa ông Trịnh Văn Hòa sinh năm 1962 trú tại xóm 4 thôn Hoành xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức ngoại thành Hà Nội xảy ra ngày 1 tháng 4 năm 2018 với lý do ông Hòa nhận tiền hỗ trợ di rời tự đồng xanh Vụ gây dối ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại phòng tiếp dân Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm. Cáo trạng của các cơ quan tố tụng khẳng định là khi biết thông tin công an thành phố Hà Nội phối hợp với quân chủng phòng không không quân Bộ Quốc phòng triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn trên đất Đồng Xanh. Lê Đình Kình đã cùng với Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Quốc Tiến, Đào Thị Kim, Lê Thị Quang, Bùi Văn Tiến, Lê Đình Uy, Trần Thị La, Lê Thị Loan, Mai Thị Phần, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Lụa, Nguyễn Thị Bét góp tiền mua 10 quả lựu đạn, mua xăng làm 85 chai bom xăng và mua khoảng 10 tiếp sắt có gắn dao bầu và liềm. Nhặt gạch đá làm bùi nhùi, mua pháo nhằm tấn công lực lượng chức năng, tất cả đưa về tập kích ở nhà ông Kinh. Theo kết luận điều tra thì ngày 2 tháng 1 năm 2020 hình ảnh về các chiến sĩ công an tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ ở Đồng Tâm đã bị lộ ra ngoài. Nguyễn Viết Anh sinh năm 1990, Hòa Thạch Quốc Oai, em họ của bị can Lê Đình Quang gửi video về hình ảnh và chiến sĩ tập luyện cho Lê Đình Quang qua Zalo. Quang biết đây là tài liệu mật nên đã đưa video cho cụ Lê Đình Kinh xem rồi xóa tài khoản Zalo để tránh phát hiện. Ông Lê Đình Kinh cùng với công hiển tuyển tổ chức quay video ghi hình trực tiếp và đăng tải các video trên mạng xã hội Internet. Đồng thời nhóm này tuyên bố nếu cơ quan công an đưa lực lượng đến đồng tâm thì sẽ tiêu diệt từ 300 đến 500 người. Ngay trong đầu tháng riêng năm 2020 thì khi biết lực lượng công an thành phố Hà Nội sẽ về đồng tâm, ông Lê Đình Kinh cùng với nhiều đối tượng tổ chức họp tại nhà cụ Kinh vào các ngày 6, và 8 tháng 1 năm 2020 để chỉ đạo chống đối, sát hại lực lượng công an. Chiều ngày 8 tháng 1 năm 2020, theo chỉ đạo của ông Kinh thì Lê Đình Công đã yêu cầu mang vũ khí gồm có tiếp sắt, có gắn dao bầu, gắn liềm, bom xăng và các bao chứa gạch đá tập trung tại nhà cụ Lê Đình Kình để tấn công lại lực lượng công an. Đến dạng sáng ngày 9 tháng 1 thì khi lực lượng công an đến chốt cổng làng thôn Hoành xã Đồng Tâm cách nhà cụ kình khoảng 50 m để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra thì Bùi Văn Niên và Lê Đình Quân đã đánh kẻng báo động. Lê Đình Công cùng Lê Đình Uy, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến bắn pháo sáng báo hiệu và bắn pháo về phía lực lượng chức năng đồng thời thì cùng với Lê Đình Trức, Lê Đình Doanh Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Quang, Bùi Thị Nối, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Xuân Duệ, Lê Đình Quân, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Văn Trung đứng trên mái nhà dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công các lực lượng công an. Tổ công tác đã nhiều lần dùng loa kêu gọi các đối tượng dùng các hành vi vi phạm pháp luật nhưng đối tượng đã không dừng mà càng chống đối một cách quyết liệt. Trước và công đã sử dụng lựu đạn ném về phía tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ nhưng không nổ. Cáo trạng của Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội nêu rõ, ba chiến sĩ công an tử vong và ông Lê Đình Kinh cũng bị tiêu diệt. Theo sự phân công thì lực lượng công an có gồm có Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Huy Công, Dương Đức Hoàng Quân và nhiều người khác triển khai kế hoạch đột nhập, bắt giữ các đối tượng về hành vi vi phạm và tội quả tang. Và khi các đồng chí này tấn công vào gia đình này thì đã bị các đối tượng ném bom xăng, gạch đá nên ba người đã rơi xuống hố ở gần nhà Lê Đình Kinh. Lúc đó thì chức bảo danh đổ xăng từ can ra chậu để chức đổ xuống hố nơi các đồng chí Thịnh Huy quân rơi xuống và châm lửa đốt. Hiệu quả là cả ba người tử vong do ngạt khí và cháy than hóa toàn thân. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn cầm một thau xăng mà hất xuống thì quý vị cháy hay là người ở bên dưới sẽ bị cháy quý vị thì thử một một chút xíu một ly nước một ly xăng rất nhỏ thôi thì quý vị cũng có thể thấy là quý vị cháy hay là người ở bên dưới tầng sẽ cháy điều này là một điều cực kỳ lỗ bịch của cơ quan công an điều tra đã dựng lên cái cảnh như thế này khi mà lực lượng chức năng sử dụng lựu đạn khói ném vào nhà và kết luận điều tra của Công an Hà Nội cho biết thì Lê Đình Kình có cầm một quả lựu đạn nói lớn bây giờ bay giờ xông vào nhà là tao ném lựu đạn cho chết nhưng có một điều là sau khi thì cụ Lê Đình Kình đã bị giết chết và bị chó nghiệp vụ cắn rời xương uh, đầu gối ra kéo ra ngoài nhưng quả lựu đạn vẫn còn đang nằm ở trên tay nếu như quý vị và các bạn chỉ cần ở trên uh, cầm một vật gì mà bị tai nạn giao thông thôi Quý vị có cầm mãi cái vật đó trong tay hay không sau khi đã chết Một điều cực kỳ lố bệnh của cơ quan an ninh điều tra của Việt Nam đã dàn dựng lên những màn hài kịch như thế Người dân Việt Nam không ngu đến mức độ cho các người có thể dắt đi đầu thì dắt Và sau đó thì mọi việc cũng đã xảy ra như vậy và theo cáo trạng thì cũng thể hiện rõ là trong lúc lộn xộn thì Nguyễn Văn Trung đã bỏ chạy và trốn thoát. Đến ngày 20 tháng 4 năm 2020 thì Trung bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội về tội giết người. Vâng, tình hình là ngày đầu tiên vì phiên xét xử của những người đồng tâm và bây giờ thì thưa quý vị và các bạn thì uh, phiên tòa thì đang diễn ra tiếp tục trong vòng khoảng 9 ngày nữa. Nhưng với cách mà xét xử như của Cộng sản Việt Nam này thì có lẽ là không đến 10 ngày thì phiên tòa này đã chấm dứt. Có thể là 3, 5 ngày có thể là đã xong rồi chứ không cần đến 10 ngày. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video. Và hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. À, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.